Sáng nay mùng 7 tháng 11, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Điện Biên đã đi kiểm tra thực tế điểm cách ly y tế tại bản Gia Phú A, xã Na Tổng. Bản Gia Phú A có 43 hộ với 272 nhân khẩu. Tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021, bản Gia Phú A, xã Na Tổng có 26 trường hợp F0, trong đó có 5 F0 hiện đang được điều trị tại phân viện điều trị COVID-19, phân viện 2 thuộc khu vực phòng khám đa khoa xã Mường Nhà và phân viện điều trị COVID-19 khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên. Kiểm tra thực tế tại điểm cách ly y tế Gia Phú A, xét điều kiện di chuyển F0 về phân viện điều trị gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, khoảng cách di chuyển khoảng 40 km mới đến trung tâm xã Mường Nhà. Mặt khác, 252 khẩu đều thuộc diện F1. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống COVID-19 huyện Điện Biên đã lựa chọn phương án điều trị toàn bộ F0 tại chỗ. Bản Gia Phú là một trong những bản rất khó khăn, không phải chỉ đường xá đi lại đâu mà về cả mọi lĩnh vực. Trong đó có các cái vấn đề liên quan đến việc để mình đón đưa các cái F0 và F1 về. Do vậy mà về phương diện chuyên môn thì tôi đã phải tham mưu cho ban chỉ đạo của huyện để thành lập cái khu điều trị F0 tại bản, cũng như là xác định là cách ly F1 tại bản. Do vậy mà chúng tôi phải thành lập hai cái bộ phận chuyên môn, một là chuyên về điều trị F0 và một là thực hiện để đi truy vết cộng với lại quản lý F1 theo từng hộ gia đình, và mỗi một hộ gia đình coi như là một phòng cách ly và thực hiện cách ly F1 ở tại bản, và thành lập thêm một cái trạm y tế lưu động để thực hiện cái nội dung liên quan đến quản lý F1 và theo dõi các F1 khi mà nhảy F, và thực hiện giám sát để khi có những cái biến chứng của F1 hay là của F0 để còn vận chuyển, còn thành lập hẳn một khu để điều trị F0 tại bản. Để thực hiện tốt phương án điều trị F0 tại chỗ, Ban Chỉ huy Phòng chống COVID-19 huyện Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lên phương án xây dựng khu điều trị, chuẩn bị tốt vật tư y tế, nhân lực phục vụ cho công tác điều trị người bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, để điều trị F0 tại chỗ, các cơ quan, đơn vị cần phải đảm bảo đầy đủ về vật tư y tế, nhân lực để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân F0. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tới nhân dân về tình hình dịch bệnh, để mọi người dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, mà phải đặt mình là chủ thể, là trung tâm của công cuộc phòng chống dịch. Thực hiện xét nghiệm theo quy định để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các tổ đã được thành lập thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được phân công trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo công tác hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ sản xuất cho người dân bản Gia Phú A. Đối với người dân, yêu cầu nhà nào ở nhà đó để phòng chống dịch bệnh.